Máy xúc của mình đi làm việc thôi các bạn ơi. Rèn. Wow, gặp một đống đá rất là to luôn các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ xúc đá nhá các bạn nhá. Ôi, bây giờ mình sẽ với cái đống đá này lên. Ôi, mình xúc nào các bạn ạ. Ui, ở trong. Ui, các bạn ơi. Ui, mình gặp một con gì đó bên trong này này các bạn ạ. Wow, để mình thử bới đá xem nào. Ui, con gì thế này. Ui, các bạn ơi, nhưng đây là mình thấy cái cảng nó to chưa này. Wow. Ui, gặp một con cua đá khổng lồ luôn các bạn ạ. Wow, nó làm tổ ở đây các bạn ơi. Ui, hay quá các bạn ạ. Mình giải thích ra được một con cua đá rất là to luôn các bạn ạ. Ui, các bạn ơi. Wow, chà. Ui, các bạn ơi, không ngờ một... Ui, ở đây có một con cua đá, nó làm tổ ở đây các bạn. Ui, mình động đến là nó bò ra rồi. Wow, nó chạy rồi các bạn ạ. Ui, to chưa. Wow, các bạn ơi, để mình sẽ mình sẽ bắt con cua này nhá các bạn nhá. Ui, nó bò nhanh lắm các bạn. Đây rồi, mình sẽ bắt con cua này. Ui, đây rồi. Wow, đây này các bạn ơi, hôm nay mình mang máy xúc của mình đi làm việc ở cái đống đá này, mình giải cứu được một con cua to khổng lồ luôn. Wow, mình sẽ cho vào đây các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bới tiếp nhé các bạn nhá. Mình xem nào, còn các bạn con vật nào nữa không nào. Máy xúc của mình sẽ đi lên trên cao này, sẽ bơi tìm nhá các bạn nhá. Nào, di chuyển thôi các bạn ơi. Rèn. Ui, các bạn ơi. Ui, mình gặp một con cua màu vàng, một con cua màu cam. Wow, nó từ trên ngọn đống đá nó bò xuống các bạn ạ. Ui, bạn ơi, mình giải cứu được hai con cua này. Wow, gặp vừa mới đi máy xúc của mình di chuyển mà mình đã gặp hai con cua ở trên ngọn núi này di chuyển xuống các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ đi lên trên nào. Wow, đi lên để tìm các bạn con vật nhá. Rèn. Dốc quá các bạn ơi. Trên con núi này rất là cao luôn. Rèn. Không biết có gặp không. Wow. Ui, đây rồi. Ui, mình lại phi lên ra. Wow. Ở trên con núi này là có một con cua màu xanh như này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, máy xúc của mình rơi xuống kia rồi. Wow. Ui, thì mình sẽ xuống đây để mình sẽ giải cứu cái máy xúc của mình các bạn ạ. Ui, đi cho con cua màu xanh vào đây đi các bạn ạ. Wow, bây giờ cái máy xúc này của mình đây lại bị ngã rồi các bạn ạ. Ui, bây giờ đi tìm các bạn con vật tiếp thôi. Xen. Ui, đây rồi. Đây, gặp một con nữa rồi các bạn ơi. Wow. Ui, đây mình đang đây thao chạy từng các bạn con vật mình ra đây các bạn ơi. Mình giải cứu một con cua màu xanh này nữa này. Wow, một con cua màu xanh này nữa này các bạn ơi, nhiều thế nhỉ. Ui, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi tìm xem nào, đi tìm quanh ở đây xem các bạn ơi, chắc còn không. Ui các bạn ơi, ui mình đã ở trên này mình lại thấy, quá ở trên đỉnh luôn. Ô, đây lại thấy một con cua màu vàng nó ở trên này các bạn ơi. Quá đấy, trên đây mình lại thấy một con cua màu vàng nữa này. Ui to quá thế bạn ơi, trên đỉnh này ngọn núi đống đá cao này các bạn ơi, rất nhiều các bạn cua đẹp luôn. Ui mình sẽ đây mình nhìn thấy ở dưới này lại có một con nữa rồi các bạn ạ. Đây nó vừa một thêm bốn, nó bò ở đây các bạn ơi. Ui đâu rồi nhỉ, mình vừa thấy con cua nó bò ở đây xong rồi các bạn ơi. Ui nó chạy đâu rồi ý, mình vừa thấy nó bò xong. Ui lật những hòn đá ra xem nào. Ơi không biết đâu rồi ý, mình vừa thấy nó bò xong mà biết nó đâu rồi các bạn ạ. Ui mới hết những hòn đá to ở dưới đường này ra xem các bạn ơi. Ui xem nào. Ui hai con hiền các bạn ạ. Mới một các bạn mà thấy một con cua màu xanh, một con cua màu cam nằm ở đây các bạn ơi. Ui hay thế các bạn ạ. Ui giải cứu được nhiều cua quá. Đây còn một con cua màu cam nữa này. Ý trời ơi, trốn à. Ui làm ở dưới đống đất này kìa các bạn ơi, đào hang ở dưới này này các bạn ơi. Ui nhiều thế, rất nhiều rồi các bạn ạ. Wow, thử xem nào, xem còn nữa không nào. Ui đâu rồi. Ui đây rồi các bạn ơi. Đây mình lại thấy một con cua màu xanh nó nằm ở khe này này, khôn chưa. Uay đấy, chạy rồi. Ui hay thế các bạn ạ. Đây rồi, giải cứu được rất nhiều bạn cua hạ đẹp luôn các bạn ạ. Hôm qua ở chỗ mình nó mưa to sao các bạn ơi, hôm nay nè những cái khe đá này cua nó hay bò vào nó ở đấy các bạn ạ. Mình phải lật tung hết các bạn ơi để kiểm tra. Wow, hay thật các bạn ạ. Đi tìm tiếp xem nào.
đến đoạn này xem rất là nhiều đá hộc ở bên. Ui đây 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 đây, mình thấy rồi. Ui mình thấy một con cua màu vàng này các bạn ạ. Đấy, nó nằm ở đây này. Wow, đây đang chui ở miệng hang, nó đang thò ra các bạn ạ. Ui 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 ui, con cua này nó ẩn kín lắm các bạn ạ, ở dưới cái khe này. Wow, làm nào để ui để lúc này cái này nó lên. Nó làm cái hang này sâu lắm các bạn ạ. Wow, không bắt được rồi. Ui đấy đấy đấy, đấy rồi, mình phải di chuyển ra các bạn ạ. Wow, một con cua màu vàng đẹp lắm. Ui để mình kéo ra. Ui chặt quá các bạn ạ. Wow, đây rồi đây rồi. Wow, được một con cua màu vàng đẹp chưa các bạn ơi, càng có màu vàng luôn. Tiếp xem nào. Ui không biết có còn không, sướng thật các bạn ạ, đi bắt cua ở dưới đường này. Ôi hôm nay quá trời mưa to nó ngập hết các bạn ạ. Hôm nay mình đi mình lạy đá đây, mình lại tìm các bạn con vật ở dưới đường này. Tìm tiếp xem nào. À, mình tiến hành mình sẽ lật cái này ra xem nào. Wow, ui không biết còn đá to này không biết có không các bạn ạ. Để mình thử xem nào. Ui lặng lắm các bạn ơi, lặng lắm. Ui ở đây đây đây, mình nhìn thấy rồi, đây rồi các bạn ơi, ở dưới khe này. Ui đây này. Ui một con cua màu cam. Ui hang của nó nằm ở trong này các bạn ơi, ăn trốn ở đây thôi. Ui hay chưa hay chưa, để mình bắt ra các bạn ạ. Đấy, bắt được một con cua màu cam nữa này. Wow, hay thật các bạn ạ, rất nhiều luôn. Ui đây nữa đây. Đây có các bạn ơi, có một con cua màu cam nó đang xì xì nó bò ra đây này. Wow, để mình chụp. Đấy các bạn ơi, ui nhìn thấy mình đây rồi. Ui ui nó phòng thủ này. Ui để mình tóm được nó đây rồi. Wow, đây các bạn ơi, xem ở cái khe này này. Đấy nó ở dưới này, nó bò lên này các bạn ơi. Ui ui, ui cái máng này nước các bạn này, nước rất là sâu luôn. Đấy các bạn ơi, hôm qua nước nó ngập là nó bò, nó hay bò hay cua nó hay bò ở dưới đường này, nước ngập hết ở đây này các bạn. Ra đây mình sẽ để đi tìm tiếp ở cái riêng này xem nào. Ở đây xem còn không anh. Đấy mới tiết xem ở những cái đá to này các bạn, may ra thì có cua nó lại trốn ở bên trong, mình lại giải cứu được các bạn ạ. Mình phát hiện ra, ui ở dưới này có một cái, wow ở dưới cái hang này các bạn ơi, một con cua màu xanh khổng lồ luôn. Ui tảng đá rất là to luôn. Wow, để mình cậy ra xem nào. Ui ui các bạn ơi, đây đây, đây. Wow, một con cua màu xanh luôn các bạn ạ. Ui ui nó trốn ở đây các bạn ơi, tìm được ra ổ của con cua màu xanh, nó trốn ở đây rồi. Lại gặp một con cua màu xanh khổng lồ nữa các bạn ạ. Wow, ui con cua này to lắm các bạn ạ. Mình phải nhẹ nhàng, mình phải moi cái những cái hòn đá này ở quanh tổ của nó ra các bạn. Ui nó công được những viên đá rất là to luôn, nó về nó làm tổ này. Wow các bạn ơi, hòn đá này cũng rất là đẹp luôn. Ui ui sợ lắm các bạn ạ. Wow đây cua khổng lồ luôn. Ui các bạn ơi.